Tiến Trung xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Mùa thuế đã gần kề và mọi người dân ở Hoa Kỳ đã bắt đầu khai thuế. Nhưng theo Tiến Trung được biết thì năm nay sở thuế IRS có một số thay đổi làm ảnh hưởng đến tax refund hàng năm của người dân. Trong hai tuần vừa qua, có những người Mỹ nhận thấy sự thay đổi lúc nhận tax refund và than phiền trên mạng xã hội rằng mình bị sở thuế cắt xén tiền và đổ lỗi cho chính sách thuế của Tổng thống Trump. Hôm nay, Tiến Trung có dịp gặp anh Nguyễn Kim Bình, là một người có kinh nghiệm khai thuế lâu năm trong cộng đồng người Việt tị nạn ở miền Nam California. Anh Bình sẽ giải thích rõ cho quý vị khán giả biết thực hư đúng sai trong chuyện IRS rút xén bớt tiền tax refund của người dân, cũng như việc nhiều người đổ lỗi cho chính sách thuế của Tổng thống Trump là nguyên nhân của việc này. Thì lý do tại sao mà năm nay nó có chuyện xảy ra là có sự chênh lệch giữa cái refund của năm nay với những năm trước. Là tại vì như quý khán giả cũng biết là đầu năm 2018 thì đạo luật thuế mới nó ra. Giảm thuế cho tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, từ người nghèo nhất cho đến người giàu nhất. Ai có đóng thuế thì đều được giảm cả. Thì bên sở thuế đó họ mới nhắn lại với những người chủ hãng và tất cả những công ty mà làm lương là điều chỉnh lại cái việc mà giữ thuế. Các ví dụ như chúng ta làm trong hãng thì Human Resource nó làm theo dõi cái hồ sơ thuế của mình. Mỗi người đều được khuyến khích là phải điều chỉnh lại. Cho nên ở trên các hãng đó, họ bắt đầu họ giảm giữ thuế ít. Họ giữ ít. Lúc đó đó mọi người đã lãnh cái paycheck tiền lương mỗi một kỳ lương 2 tuần hay là nửa tháng gì đó, lãnh check tiền lương về thấy nhiều hơn rồi. Họ giữ ít và họ giữ chính xác hơn là những năm trước nữa. Cho nên rốt cuộc cuối năm, lúc mình khai thuế mình thấy ồ, tôi không có dư gì hết. Thì có nhiều người giật mình đó, ủa chính phủ lấy tiền tôi hết rồi sao? Nhưng mà thật ra là mình đã lấy về mình xài rồi. Có chắc là đã xài hết rồi. Cho nên bây giờ quay lại trách cái chính phủ đó, thì họ cũng nói là họ làm đúng bổn phận của họ. Họ không muốn giữ dư thuế của ai và họ cũng không muốn giữ thiếu thuế. Mọi chuyện nếu mà nó work out chính xác như vậy. Mà thật ra đó, cái người nào đi khai thuế đó, lý tưởng nhất đó nha, là mình không lấy về gì hết. Có nghĩa là gì? Chính phủ nó không có giữ dư tiền của mình và mình cũng chẳng thiếu của chính phủ. Xong, hai bên sòng phẳng. Chứ ngoài thực tế thì không có cái software nào mà nó làm chính xác như vậy hết. Cho nên đó, nó mới có tình trạng là có người dư, người thiếu. Đối với người dân là còn có yếu tố tâm lý nữa, là một số người và đặc biệt là những độc thân và đàn ông, mình khó để dành tiền lắm. Cho nên nhiều người người ta mới dựa vào cái tiền thuế đó như là một cái nguồn tiết kiệm của người ta. Nhờ chính phủ giữ giùm, chính phủ giữ giùm mình 3-4 ngàn, cuối năm mình lấy về thì mình mừng quá. Thì như vậy đó, đối với về mặt tâm lý đó, nó là một cái chuyện mừng cho mình. Nhưng về mặt kinh tế là nó là không chịu phải là chuyện tốt đâu, là vì chính phủ tự nhiên lấy tiền của mình. Hy vọng giải thích của anh Nguyễn Kim Bình về thay đổi luật thuế có thể giải đáp được thắc mắc của quý vị khán giả phần nào về sự chỉnh sửa tax withholding hàng năm của chúng ta. Tiến Trung tường trình cho SBTN từ California.